Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Hôm nay My gửi đến các bạn cách trồng gừng đơn giản nhất mà có nhiều bạn hỏi My những câu hỏi về trồng gừng làm sao cho được tốt và thời tiết như thế nào, cũng giống như là đất làm sao hay là tưới nước như thế nào, vị trí làm sao để gừng phát triển được nhiều. Thì hôm nay hy vọng video này My cũng trả lời cho các bạn luôn nha. Và mình trồng gừng có giống như trồng nghệ hoặc là củ riềng hay không, thì mình thấy thì ba cây này cũng tương tự với nhau á các bạn, cũng dòng họ nó không á, cho nên thì mình trồng cũng gần giống giống như vậy các bạn ha. Thì gừng á các bạn trồng rất là dễ, và cái đầu tiên là các bạn chọn cái vị trí. Thì cái vị trí để cho gừng mà được không có bị vàng lá như cái này nè, ví dụ như mình thấy cái gừng mà nó vàng lá như vậy nè ha, những cái lá như vậy nè, nó đây là những cái mà thiếu nắng, thì mình thấy như bị nắng nhiều nè, thì lá nó cháy, thì như vậy đó là mình biết là gừng của mình bị nắng nhiều quá, thì lúc đó mình phải đưa vô bóng râm. Thì cho nên gừng thích nhất là những chỗ bóng râm, trồng ở dưới cái tàn cây á các bạn, thì gừng nó sẽ lá nó sẽ xanh mà không có bị những cái cháy lá, vàng lá và lá nó không được tốt. Thì cái đó là cái đầu tiên mà bạn chọn vị trí cho đúng thì mình sẽ trồng gừng được thành công hơn. Có bạn hỏi là gừng có chịu với thời tiết bị tuyết nhiều không, thì là không có được nha các bạn. Gừng nếu mà mình trồng hết mùa thu mà mình thấy là hơi lạnh nhiều quá mà mình muốn giữ cho nó được lâu dài thì mình phải làm cho nhiệt độ nó ấm lại. Mình có thể để vào cái greenhouse hay là mình đem vào nhà để cho tránh trời lạnh. Và lúc mà mình trồng mà thích hợp nhất á các bạn thì trời nó hơi ấm áp, khoảng chừng mùa xuân á các bạn, khoảng chừng trên dưới 70 độ, 75 độ, thì lúc đó là mình bắt đầu cho rừng gừng nó như là nảy mầm để cho mình trồng. Hoặc là cuối mùa đông mình lấy gừng mình ngâm vô nước 1 2 ngày 1 tuần cho nó lú cái mọng lên, tùy theo là nó già hay là nó non. Nếu mà gừng già các bạn để góc nhà đại là tự động thì nó mọc ra mầm, thì lúc đó mình đem đi trồng. Còn nếu mà gừng non quá thì mình ngâm vô nước, hoặc là mình thấy nó khô quá đó các bạn thì mình ngâm vô nước chừng 1 ngày 2 ngày xong rồi mình lấy ra. Rồi lúc mình ngâm nước mình đừng có ngâm ngập, mình ngâm chừng xăm xắp với gừng hoặc là phân nửa củ gừng thôi các bạn, đừng có ngâm ngập nước nha, thì nó nhiều khi nó non quá là nó bị úng á. Thì các bạn để ý một chút, xong rồi mình cho nó hết nước rồi từ từ cứ 2 3 ngày cái mình thấy nó mà cũng khô nữa thì mình ngâm lại chừng ngày nữa, ngâm chừng một phần của củ gừng thôi, phân nửa củ gừng vậy thôi. Thì mình để vài ngày từ từ thì cái gừng non nó cũng có thể nó mọc cái mầm lên cho mình. Thì khi mình thấy cái mầm nó lên chừng 1 2 lóng tay 3 lóng tay là coi như là mình trồng xuống đất, mình để cái mầm lên trên nha các bạn, cho cái mầm nó lòi lên trên và mình phủ lớp nhẹ đất lên cái củ gừng, không có cần phủ lên cái mầm, thì từ từ là nó sẽ mọc lên nhiều cái cây gừng cho mình. Những lúc mà trời tuyết á các bạn là cái lá gừng nó sẽ vàng rồi từ từ là nó cháy lá hết, và cái củ gừng á thì các bạn dở lên mình đem vô nhà. Còn nếu mình muốn để ngoài thì mình phủ cho nó một lớp rơm nhiều thật nhiều, dày thật dày lên cả gang luôn vậy đó, thì mình ủ nó lại thì nó cũng bảo vệ được lạnh, thì nó không có bị úng. Và tới năm sau thì tự động mùa xuân ấm áp nó sẽ tự nảy mầm và tự mọc cái cây mới lên, thì lúc đó thì cái củ gừng mình sẽ phát triển tiếp nữa, thì để nó cho nhiều củ nữa. Nếu các bạn trồng trong cái chậu thì tốt nhất mình cũng nên trồng trong cái chậu nó to một chút ha. Cái chậu này của My là nó hơi nhỏ nè, thì mình trồng đỡ thôi, chứ nếu mình trồng mà để lấy củ nhiều và mình muốn cho nó nở ra nhiều thì mình phải trồng trong cái chậu bề ngang cũng to mà chiều sâu nó cũng sâu, ít nhất là cũng hơn 1 gang, thì bắt đầu củ nó mới có đủ dinh dưỡng thì nó mới ra được nhiều củ to nha các bạn. Có người thì trồng trong cái bao bố luôn á, trong cái bao đựng gạo hoặc là trong bao đó, thì tại vì cái mục đích người ta muốn là cho đất nó tơi xốp đó các bạn, và
Mặc dù nói gừng là không có cần nước, nếu mà nước nhiều là nó úng, nhưng mà khi mà đất khô ráo rồi thì mình tưới trong cái đất tơi xốp, nó sẽ thấm đều qua những cái củ gừng hết, xong rồi nó khô trở lại thì nó mới đủ nước, thì củ gừng nó mới mau mập và nó mau to ra. Còn nếu như gừng của mình trồng mà thiếu nước nhiều quá thì cái củ nó sẽ ít lắm và nó rất là nhỏ. Còn nếu mà ngập nước nhiều quá thì coi như úng luôn. Thì gừng á, thích nước hơi ẩm nhưng mà không có ẩm liên tục. Ví dụ như cái đất này ở đây nè, các bạn thấy nếu như mà đây hiện tại là nó đang khô nè, cái dĩ này mới hứng nó cũng khô luôn rồi, thì lúc này là lúc mà mình tưới vô là thích hợp nhất. Thì nếu mà mình thấy ở dưới này còn nước thì mình đừng có tưới ha. Còn nếu mà hết nước rồi thì lúc đó mình tưới vô thì cho đất nó ẩm luôn, xong rồi á nó phải thoát nước tốt ha các bạn. Cho nên thì khi mình tưới một chút như vậy rồi cái nước nó tràn xuống đây nè, xong rồi nó ứ có một chút đây, còn nguyên cái phần cao đây nè khô thì nó sẽ rất là thích, để thiếu nước thì nó hút ở dưới đây một miếng rồi lên, rồi cái nó không có bị ngập, nhưng mà đất nó hơi ẩm ẩm tí xíu thì gừng sẽ nó mau mập hơn là mình cho nó khô nước nhiều quá, là nó thiếu nước nhiều quá là nó bị ốm á. Nó không phải ốm mà, thì nói chung là nó không có đủ nước á, là lá nó sẽ nhỏ, nó không được lá to. Và mình biết lá nó nhỏ xong rồi cái củ á, nó sẽ không có phát triển. Và cái những cái lá gừng này nè là mi đã hái mi ăn ăn sống á các bạn, làm gỏi hay là mình nấu canh rồi mình ăn nó cũng rất là ngon. Thì mình lấy những cái lá non á, mình bỏ đi cái giữa nó cứng, mình lấy hai bên nè, cắt nhuyễn ra rồi mình nấu canh khoai mỡ, khoai môn rồi cũng ngon lắm. Canh khoai là nói chung mình nêm gừng ngon hơn là mình nêm với rau ngò rí. Như bên này nè, các bạn nhìn luôn để biết là bị nắng. Cái chỗ này vừa rồi á, thì có cái cây nó che, cái vừa rồi cái cây mi chặt rồi. Cho nên bây giờ những cái gừng ở đây á, nó hơi bị còi, là tại vì không có cái gì che nắng cho nó đó các bạn. Thì dĩ nhiên là nó sẽ bị cháy. Thì làm như vậy thì các bạn thấy cái gừng này nó không có đủ sức để nó lá nó được tốt á. Thì như vậy là mình trồng gừng không có thành công khi mà cái vị trí không có đúng. Cái đất mà quan trọng á, mình chọn á, là potting mix. Lúc mà mình đào cái lỗ á, mình đào cái lỗ cho thật to, xong rồi á, các bạn cho phân, đây là phân gà hay là phân bò, mình đổ cho nhiều ở dưới cái lỗ trước ha. Xong rồi á, các bạn cho potting mix hai cái 50% cũng được, hoặc là 70% phân gà hay là phân bò, 30% potting mix cũng được luôn. Thì nói chung là gừng cần rất là nhiều phân để cho nó có củ lớn á, cho nên là các bạn pha với nhau rồi bắt đầu mình cho xuống đất, thì mình mới để cho gừng nó nằm ở trong cái đất, nhưng mà phủ một lớp nhẹ lên trên bề mặt của cái củ thôi, không có nhiều, nhiều quá là nó bị úng là chết á. Nhưng mà nói chung là cái phân bò hoặc là phân gà thì cái cũng rẻ tiền mà mình trồng cho gừng cũng rất là tốt. Pha thêm một chút perlite, khoảng chừng 10% perlite, thì cái này làm cho gừng cái đất nó tơi xốp á, nó không có bị dẻ cứng, tại vì gừng nó cần cái đất cũng xốp xốp một chút. Cho nên nếu mà mình trồng potting mix không á thì không có cần cho cũng được, tại trong potting mix là nó đã có cái perlite rồi. Nhưng mà nếu mà có phân bò hoặc là phân gà nhiều quá thì mình phải cho cái perlite vô, tại vì phân bò phân gà ở trong đây không có cái perlite này. Thì cái này nó làm cho cái đất nó không bị chặt mà nó cũng có dinh dưỡng ở trong đây nữa các bạn. Còn nếu mình nói về bón phân mà để phân nào tốt hơn nữa, ngoài phân bò với phân gà thì mình có thể cho cái phân này là Osmocote. Cái loại này á là cái số của nó là 14 14 14, là vừa cho củ, cho bông, cho thân đồ đều tốt hết. Thì cái loại này mình để vô thì rất là thích hợp cho cây gừng.
Đây là cái hột mình có thể trộn với cái đất mình đang có ở nhà thì mình trồng cũng được các bạn. Tại vì cái loại này là cũng là cái dinh dưỡng rất là mạnh để cho gừng nó phát triển được mà về củ luôn á. Mình để ngay từ đầu lúc mình trồng luôn chứ không có cần phải để sau. Hoặc là lúc mình đang trồng mà mình thấy cây mình ốm yếu quá thì mình cũng có thể rải cái này lên, xong rồi mình tưới nước lên từ từ nó cũng tan nữa. Cái loại này thì rất là dễ xài. Có bạn hỏi My là cái loại này nè, My cho sẵn đây cho luôn. Cái bạn hỏi My là Osmo Coat, nhưng mà cái loại này á là cái số của nó là đây 15 9 12. Cái loại này có cho vào trong cây gừng của bạn được không? Thì cái này á, cái số 15 là cao quá, thì khi mà mình cho cái số 15 này nè mà xuống á, thì cái lá thân phát triển mạnh nhưng mà củ ít, củ nó nhỏ không có nhiều, nó tập trung vô lá thân nhiều hơn. Cho nên nếu mà được cái phân hồi nãy 14 14 14 á thì nó đồng nhau thì nó tốt hơn các bạn. Nhưng mà lỡ mình không có đi mà bây giờ cây của mình èo uột quá thì thôi kệ, cho đại cái này vô. Chứ nếu nói đúng thì nó không có đúng ha các bạn ha. Loại này nó cũng là phân hột giống như cái bịch hồi nãy vậy đó. Cái này để mình làm cho những cái cây mà cần lá giống như là mùng tơi, rau dền, hay là những cái cây lúc mà cần lá nhiều á, giống như bù ngót rồi đó, thì những cái này thì nó thích hợp hơn là những cái cây mà mình trồng về củ hoặc là về cần trái. Nếu mà mình trồng đất bình thường ở nhà mình thì cái cây gừng không sao mà phát triển củ nhiều được hết đó các bạn, cần phân rất là nhiều luôn nha. Và nếu mà được á thì các bạn cứ mỗi tháng là mình cho chút phân vậy đó, cứ mình cho vô đều đều vậy hoài á các bạn, thì cây gừng nó mới đủ dinh dưỡng mà nó mập thì nó mau phát triển. Và My cũng nói thêm là cái nhiệt độ mà gừng không chịu được lúc mùa lạnh đó các bạn là khoảng 45 tới 50 độ F, là khoảng 10 độ C, thì coi như là gừng nó đã quá cái nhiệt độ của nó rồi đó các bạn, là nó sẽ không phát triển nữa. Cho nên có bạn hỏi My là lúc mà mùa thu gần mùa đông mà sao gừng của bạn bị vàng lá hết, thì đó là tại vì cái chỗ mình ở nó lạnh quá đó các bạn. Mặc dù mùa thu nhưng mà lạnh quá thì nói chung là nó cũng không chịu được luôn, chứ không phải là mùa đông không thì mình mới mới bị nha. Thì nói chung cái nhiệt độ đó thì bạn nhìn thì bạn thấy khoảng chừng 50 60 độ F là coi như là gừng nó muốn ngủ luôn rồi. Thì các bạn thấy nè, để mình gỡ mình nhổ cái cây này ra. Cái cây này là cây mã đề, ở đâu cũng có nó hết trơn á. Vừa rồi trồng mấy cái cây nè, hột mã đề nè các bạn, nó lên nó rớt á, rồi nó văng ra là chỗ nào cũng có mã đề hết á. Này mình lấy cái này nè, mình phơi mình làm trà mình uống, cái này trị được sổ tiểu á các bạn, hoặc là ai bị sưng chân rồi đó, cái này, cây này cũng sổ rất là hay, giải độc gan rồi, cây này cũng hay lắm. Nhà mi cứ lâu lâu cứ thấy mấy cái cây này hoài. Cái này các bạn để ý thêm nữa nha, khi nào mà mình lấy một cái thân nào á mà mình muốn ăn á là mình cứ đào lên mình lấy mình ăn, không có cần tới mùa. Nhưng mà mình đào cái thân nào á thì mình phải lấy nguyên cái thân đó lên luôn, chứ để nó bị giống như là nó đụng đất á, rồi cái mình cứ lấy ngang đại gốc thì cũng được, nhưng mà cái chỗ mà mình bẻ á nó bị giống như nhiễm trùng đất vậy đó, là cái nó bị ăn sâu ăn ruồng vô cái củ đó lâu ngày á, là cái củ đó nó còn cái vỏ không à, chứ nó không có còn cái ruột ở trong đó. Thì những lúc đó là mình biết là cái củ của mình nó bị giống như cái ruột nó mất rồi, nó bị hư rồi. Nếu mà cái gừng của mình mà nhiều á thì mình bị một hai củ á, thì mình không có thấy, nhưng mà nếu mà gừng mình ít á, mình lấy một hai củ là mình sẽ thấy được là cái cây của mình nó, mình lấy lên này luôn. À, có gừng non nè, thấy ham không, gừng non này ăn mới ngon nè.
mình có cái củ gừng á, mà nó lên mầm như vậy nè, nó lên nhảy cái con nhỏ nhỏ như vậy nè, thì là lúc đó là mình đem trồng xuống đất được rồi đó. Thì các bạn thấy cái đất nó nằm ngay đây luôn nè, nó không có cao lên vậy nha. Nếu mà nó cao quá vậy á là cái củ gừng mình nó dễ bị úng lắm. Cái này nè, ví dụ như mình bẻ ra phân nửa để mình ăn, thì cái phần này nè các bạn, nó đang bị ướt á, thì mình để khoảng chừng 2 ngày 3 ngày cho nó khô ráo rồi các bạn mới chôn lại xuống đất, thì những cái mầm này nè nhỏ nhỏ nè nó sẽ lên cái cây mới. Còn nếu mà mình để như vậy mà mình chôn xuống đất liền, mình phủ đất lại á, làm như là nó bị úng á, xong rồi cái nó hư cái củ này luôn. Từ từ cái củ này nó bọng, mình lâu ngày mình lấy lên là mình thấy cái vỏ thôi chứ mình không có còn thấy cái ruột, cái thịt ở trong đây nữa. Thì mình để ý một chút ha, những lúc mà mình bẻ xong như vậy thì mình để ra ngoài mình để ăn tiếp, còn không thì mình trồng, thì vài ba ngày mình hả trồng xuống đất lại nha. My hẹn các bạn ở nhiều video trồng cây của My, hoặc là nấu những món chay đơn giản hay là những mẹo vặt trong cuộc sống rất là đơn giản mà rất là cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của mình. Các bạn cũng nhớ ủng hộ My làm video ha. Nhấn like giùm My và nhớ chia sẻ cùng bạn bè các bạn ha. Hy vọng là mình gieo duyên được với nhiều người. My cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn nào chưa nhấn nút đăng ký, subscribe thì mình nhấn vào luôn nha. My chúc cho các bạn trồng gừng được tốt ha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.